chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Bitcoin Việt Nam Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách các bạn có thể săn Retroactive từ nền tảng My Network hoàn toàn miễn phí và cực kỳ đơn giản Đối với những bạn nào chưa biết thì mình sẽ giới thiệu My Network là gì My Network là một nền tảng Zero Trust sử dụng mã hóa FHE cung cấp dịch vụ an ninh để bảo vệ dữ liệu người dùng, này, hợp đồng thông minh và AI ở trên web 3 Hiểu một cách đơn giản thì nền tảng này cung cấp một lưu trữ một cách an toàn, tính toán và kiểm soát các cái truy cập thông qua cái mã hóa đầu cuối giúp giúp cho cái việc là dễ dàng sử dụng và đồng thời cái khả năng bảo mật dữ liệu được nâng cao trong hệ sinh thái của Web3. Một số thông tin nổi bật về My Network cũng như là những lý do mà chúng ta nên cài Retroactive từ dự án này. Đầu tiên thì My Network đã huy động được 2,5 triệu đô tại vòng seed round và do Binance dẫn đầu. Ngoài ra thì theo thông một số thông tin từ các cộng đồng thì My Network có thể có một số khoản gọi vốn khác tuy nhiên thì dự án cũng chưa công bố. Và hiện tại thì My Network đang triển khai chương trình testnet campaign với khả năng là có thể sẽ có cơ hội airdrop dành cho early user tương tự giống như là nền tảng Unlayer. Để có thể săn retroactive ở trên My Network thì mình sẽ chia sẻ màn hình để các bạn có thể theo dõi các cái bước chi tiết của mình nha. Các bạn hãy truy cập vào cái trang chủ như hiển thị ở trên màn hình của mình nha. Nhớ click đúng vào đường link mình sẽ đính kèm ở phần mô tả video để tránh các bạn click vào đường link scam nhá. Sau khi mà các bạn truy cập xong thì các bạn sẽ cần kết nối địa chỉ ví và chọn mạng lưới Polygon Mumbai ở trong cái địa chỉ ví này. Nếu như mà bạn nào chưa có sẵn cái mạng lưới Polygon Mumbai thì các bạn sẽ truy cập vào cái đường link này giúp mình nha. Đường link trên list org sau đó các bạn tìm kiếm Mumbai sau đó thì các bạn chỉ cần chọn add to metamask để có thể thêm cái mạng lưới này vào cái ví của mình là được sau khi mà các bạn chọn xong thì bước thứ hai các bạn cần làm đó chính là phải faucet cái token matic ở trên mạng polygon thì để có thể faucet cái token này thì các bạn truy cập vào cái đường link faucet mình cũng hiển thị ở trên màn hình của mình nhá sau đó thì các bạn Uh, copy địa chỉ ví và nhập cái địa chỉ ví đó vào đây. Và trước khi bắt đầu thì các bạn sẽ cần phải kết nối Discord để có thể xác minh cũng như là nhận được cái token của mình nha. Sau khi mà các bạn kết nối cũng như là xác minh Discord xong ấy thì nó sẽ quay trở lại trang chủ để cho các bạn có thể tiếp tục faucet cái token của mình. Ok thì các bạn sẽ đợi khoảng từ 1 đến 2 phút và nhận cái token của mình nhá. Sau khi mà các bạn đã có được cái token về ví của mình xong ấy thì các bạn sẽ có thể truy cập vào ví và các bạn kiểm tra. Thì hiện tại là mình thấy là mình đã nhận được 0.2 Matic rồi đây. Sau khi mà các bạn đã có sẵn cái Matic ở trên cái mạng testnet này rồi thì các bạn sẽ quay trở lại cái phần my network và các bạn sẽ chọn register và để đăng ký xác nhận tham gia. Tại đây thì các bạn sẽ ký xác nhận giao dịch. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ cần phải trả một cái khoản phí mà các bạn uh, vừa phao được ý, để có thể tham gia được cái quá trình đăng ký này thành công nhé. Sau khi mà các bạn đăng ký xong thì các bạn sẽ truy cập vào cái phần transfer này nha. Tại đây thì các bạn sẽ thực hiện các cái thao tác là chuyển cái token Matic mà các bạn vừa phao được đến một địa chỉ ví. Thì các bạn lưu ý là cái địa chỉ ví nhận các bạn chuyển đến ý, thì phải là cái địa chỉ ví mà các bạn đã đăng ký Uh, my Network như vừa rồi mình đã đăng ký ấy. Thì trong trường hợp nếu như mà bạn nào Chưa có cái địa chỉ Ví mới đã đăng ký thì các bạn có thể Gửi vào cái địa chỉ ví, mình sẽ đính kèm Ở mô tả video nha, thì mình đã có Một cái địa chỉ ví mà mình đã đăng ký sẵn rồi Thì mình chỉ cần copy cái địa chỉ đấy Ví đấy, sau đó thì các bạn Chỉ cần uh, paste cái địa chỉ đấy Vào đây, sau đó thì nhập cái số lượng matic Mà các bạn muốn chuyển và chọn phần transfer Là ok Rồi và các bạn sẽ tiếp tục xác nhận Giao dịch ở trên ví Metamask nhé Uh, các bạn đợi cho cái giao dịch này được thực hiện thành công khi mà các bạn thực hiện giao dịch thành công xong ấy thì các bạn có thể truy cập vào cái mục history này đó để kiểm tra xem là cái giao dịch của mình nó đã được thực hiện như thế nào nhé. Ngoài ra thì sau khi mà các bạn thực hiện transfer xong thì các bạn có thể lặp lại các cái thao tác này và chuẩn bị gửi đến các cái địa chỉ ví khác nhau nhé. Sau khi mà các bạn thực hiện transfer xong thì bên cạnh đó các bạn có thể tham gia vào các cái uh, nền tảng cộng đồng ví dụ như là Ganxi này hay là Jelly để có thể thực hiện được các cái hạng mục uh, nhiệm vụ liên quan đến các cái task social ở trên My Network. Ví dụ ở trên Gansi nha, các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ và tích điểm Đồng thời các bạn sẽ claim các cái NFT ấy được cung cấp ở trên nền tảng này Theo mình thấy thì My Network cũng sẽ cập nhật các cái sự kiện khác nhau ở trên Gansi Chính vì vậy thì các bạn sẽ truy cập vào Gansi để có thể theo dõi cũng như là thực hiện các cái nhiệm vụ Để có thể claim NFT và tích điểm ở trên My Network nhá Bên cạnh Gansi thì các bạn có thể tham gia thực hiện nhiệm vụ ở trên Jelly nữa Thì đây cũng sẽ là các cái nhiệm vụ khi mà các bạn sẽ cần phải tham gia Discord này Follow Twitter, Telegram, Medium hay là YouTube vân vân thì các nhiệm vụ này cũng rất là dễ dàng thôi. Thì mọi người hãy tham gia vào các nền tảng này để cố gắng là tích điểm nhiều nhất có thể nhá. Nếu như mà mọi người chưa có link thì mình sẽ gửi kèm cái đường link mời của mình ở trong phần mô tả video thì các bạn sẽ click vào đường link đấy và sẽ tham gia vào các hoạt động tích điểm nhá. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số tips để cày Retroactive Aerobe My Network sao cho hiệu quả cũng như một số lưu ý khi mà các bạn tham gia vào hoạt động này nhé. Đầu tiên thì về tiêu chí lựa chọn dự án thì theo mình đánh giá một số các cái yếu tố ở đầu video thì mình thấy là My Network là một trong những dự án xứng đáng để chúng ta có thể dành thời gian ra để cày Retroactive Aerobe. Và bởi vì mặc dù cái số vốn của dự án kêu gọi được chỉ có 2,5 triệu đô thôi, tuy nhiên thì dự án có backer là từ Binance nên là nó cũng sẽ khá là legit để các bạn có thể thực hiện cái hoạt động này. Thứ hai là các bạn sẽ cần phải lưu ý đến tần suất các bạn thực hiện retroactive airdrop. Các bạn cần phải lặp lại các cái thao tác này hàng tuần để tránh trường hợp các bạn bị bỏ lỡ hoặc là bị đánh dấu là không hoạt động khi mà dự án snapshot và cái thứ ba là các bạn tránh cài những cái phần mềm crack hoặc là các cái tránh, phần mềm lậu ấy để tránh tình trạng là máy bị virus xâm nhập và ảnh hưởng đến tài sản của các bạn nhé và lưu ý là khi mà các bạn sử uh, dụng ví để cài retroactive erop thì nên sử dụng ví phụ bởi vì đối với những dự án mới hoặc là những trang web mới thì tỷ lệ rủi ro bị hack khá là, khá là cao vì thế khi mà làm retro thì các bạn sẽ cần phải có những cái ví phụ để đảm bảo an toàn cho các cái loại tài sản khác của mình nhé và cuối cùng là một cái tâm thế khi mà các bạn thực hiện retroactive thì Hãy nhớ rằng uh, chúng ta sẽ đặt vai trò là một người dùng thực sự khi mà với mong muốn là trải nghiệm sản phẩm cũng như là đóng góp đối với dự án. Mọi người không nên quá là đặt nặng tâm lý là phải nhận được phần thưởng khi mà trải nghiệm dự án để tránh gây cái áp lực tâm lý cho bản thân nhá. Và retroactive thì nó sẽ đòi hỏi một cái quá trình bền bỉ và kiên nhẫn trong thời gian dài. Chính vì thế, các bạn hãy nhớ những cái tips này và những cái lưu ý này. Và vừa rồi là phần chia sẻ của mình về các cái cách để các bạn có thể cày retroactive săn airdrop ở trên My Network. Nếu như mà các bạn có bất kể khó khăn gì thì hãy để lại cho mình một bình luận phía dưới video và mình sẽ vào hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video và chúc mọi người sẽ có cơ hội nhận được airdrop từ dự án này nhé.